di rời các nhà máy, xí nghiệp, trường đại học ra khỏi nội đô là quyết tâm cao của thành phố Hà Nội những năm qua nhằm giảm tác động ô nhiễm môi trường, quá tải hạ tầng xã hội, hạ tầng giao thông. Đối với các trường đại học, việc di rời ra khỏi nội đô lại càng cấp thiết, vừa để nâng cao cơ sở vật chất cho các trường và cho sinh viên, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm, chủ trương được cho là cấp bách này vẫn diễn ra chậm chạp, và cũng sau chừng ấy năm, chỉ có duy nhất một cơ sở giáo dục đại học di rời. Thế nên, di rời đại học khỏi nội đô Hà Nội, dù là việc khó nhưng vẫn phải làm. Chín giờ sáng tại cổng trường Đại học Ngoại thương. Dòng người ra vào cổng trường và trên phố nối đuôi nhau dày đặc. Phía bên trong khuôn viên, mọi diện tích nhỏ nhất đều được tận dụng làm không gian sinh hoạt cho sinh viên. Năm 2011, theo quy hoạch, Ngoại thương là một trong số 12 trường phải di rời khỏi nội đô. Cả 3 cơ sở đào tạo từ trong Nam ra ngoài Bắc của trường này rất chật chội, cộng lại mới được 10 hectare, trong khi đây chỉ là diện tích tối thiểu của một trường đại học phải đạt được. Nhưng sau 10 năm, trường này vẫn nằm tại địa chỉ cũ trên con phố lúc nào cũng đông đúc và tắc nghẽn của Hà Nội. Lý giải điều này, đại diện trường cho biết. Tổng diện tích hiện nay của trường là gần 10 hectare, về căn bản là đáp ứng đủ yêu cầu về giảng dạy cả về phần lý thuyết cũng như là các hoạt động gắn kết với thực tiễn trong giai đoạn hiện tại để thực hiện chiến lược phát triển trường giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2040, thì nhà trường đã xây dựng đề án để mở rộng không gian hoạt động của nhà trường tại tỉnh Bắc Ninh và tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, tại tỉnh Bắc Ninh và cụ thể là tại thành phố Từ Sơn, thì nhà trường đã nhận được cái sự chấp thuận về chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh và của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay thì nhà trường đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định để có thể triển khai đề án này. Có diện tích 2,1 hectare, nằm trong diện 12 trường đại học phải di rời khỏi nội đô. Nhưng đến nay, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội hiện chưa có sự chuẩn bị nào. Thậm chí trường cho biết họ không nhận được thông tin về việc này. Việc nhà trường đã chuẩn bị như thế nào thì chúng tôi chưa, bởi vì chúng tôi chưa có sự chỉ đạo. Và mặc dù có muốn đi chăng nữa nhưng cũng không được. Thế còn sau này mà phát triển số lượng sinh viên nhiều hơn nữa, giảng viên nhiều hơn nữa thì nó có khó khăn. Nhưng mà đến thời điểm này thì chúng tôi vẫn đang khắc phục và các hoạt động vẫn tốt. Tuy nhiên để mà nó thỏa mãn được các cái nhu cầu của cán bộ giảng viên, ví dụ như là phải có một cái sân bóng lớn này, bể bơi này, những cái hoạt động ngoài trời, thì cho đến thời điểm này thì với cái diện tích hơn 2,1 hectare thì nó còn hạn chế. Không có quỹ đất nội thành, trường Đại học Mở Hà Nội có 10 khoa, hiện phải đi thuê 3 khu vực mặt bằng để phục vụ đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội đã được tỉnh Hưng Yên quan tâm và giao cho quỹ đất là hơn 5,3 hectare để xây dựng cái cơ sở mới. Hiện nay thì chúng tôi đang khai thác cho cái giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất với cái lưu lượng khoảng 3.000 sinh viên hàng năm. Thời gian tới thì nhà trường tập trung cao cho cái việc xây dựng cơ sở mới. Rất mong muốn là chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo và các bộ ban ngành có cái cơ chế cũng như là cái sự hỗ trợ cho các trường để cái quá trình mà di rời các trường đại học ra ngoại thành được thuận lợi hơn. Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-2016 được Thủ tướng phê duyệt đã đề cập đến việc di rời các trường đại học công lập có diện tích quá nhỏ, dưới 2 hectare ở nội thành Hà Nội, ra ngoại thành để đạt tiêu chuẩn về diện tích tối thiểu 10 hectare trên một trường đại học. Tới năm 2009, sau khi Hà Nội được mở rộng địa giới hành chính, Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng hệ thống trường đại học cao đẳng tại vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo chủ trương này, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, Bộ Xây dựng đưa ra phương án di rời 12 trường đại học ra khỏi nội đô Hà Nội. 12 cơ sở giáo dục phải di rời là Trường Đại học Công đoàn, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng,
Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y tế Công cộng, Trường Đại học Mở Hà Nội, Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội và Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. Các trường được bố trí tại các khu đô thị vệ tinh như Gia Lâm khoảng 250 ha, Sóc Sơn 600 ha, Sơn Tây 300 ha, Hòa Lạc 1.200 ha, Phú Xuyên 100 ha. Theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở dĩ trong 10 năm qua chưa di rời được các trường đại học ra khỏi nội đô là do thiếu nguồn lực, thiếu cơ chế và quỹ đất. Dù việc di rời các trường ra khỏi nội đô là cần thiết để nâng cao cơ sở vật chất cho các trường và cho sinh viên, sau hơn 10 năm, chỉ có duy nhất một cơ sở giáo dục đại học di rời. Cho dù triển khai việc di rời này không đơn giản, tuy nhiên theo các chuyên gia, cần sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và các bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính. Và chính từ mong muốn của các trường đại học thì mới mong sớm đạt được kết quả. Tôi nghĩ đây là một vấn đề rất là lớn mà chúng ta không chỉ giải quyết cho cái trung tâm Hà Nội được giải tỏa cái áp lực về dân số, về vấn đề giao thông, về vấn đề hạ tầng khác, thì chúng ta được cái đấy. Nhưng cái được lớn nhất thì chúng ta là từ nay trở đi chúng ta sẽ có những cái cơ sở đào tạo, giáo dục hiện đại hơn, rộng rãi hơn, nó có quy hoạch hơn và nó xứng tầm với Việt Nam và xứng tầm với quốc tế. Cái đấy là cái quan trọng nhất mà chúng ta phải làm ngay từ bây giờ, phải làm với cái quyết sách rất mạnh mẽ như vừa rồi Thủ tướng chúng ta mong muốn. Cuối tháng 11 năm 2021, làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tập trung thực hiện dứt điểm dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, Hà Nội với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả với tư duy, cách làm mới. Ngày 19 tháng 5 năm 2022, cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức chuyển trụ sở làm việc từ quận Cầu Giấy tới Hòa Lạc. Ngày 23 tháng 10 năm 2022, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ khai giảng đầu tiên tại Hòa Lạc. Năm học này, 1.500 tân sinh viên thuộc các trường đại học giáo dục, trường đại học y dược, trường đại học Việt Nhật, trường quốc tế lần đầu tiên học tập tập trung tại Hòa Lạc. Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, sau hơn 19 năm dự án trên giấy để đưa sinh viên đến học tập tập trung tại Hòa Lạc thành công, phải bắt nguồn từ việc thay đổi tư duy đối với một không gian mới như Hòa Lạc. Tư duy và cách làm đối với cả Hòa Lạc của Đại học Quốc gia Hà Nội thì cũng có cái sự thay đổi rất là quan trọng. Đấy là chuyển từ việc xây dựng các công trình phục vụ cho từng trường, từng đơn vị thì sang là tập trung xây dựng các cái công trình cấp bách, thiết yếu dùng chung cho toàn Đại học Quốc gia Hà Nội. Và chuyển từ việc là bắt buộc các đơn vị phải chuyển tới Hòa Lạc một cách hành chính thì sang việc ưu tiên phát triển các cái đơn vị có cái nhu cầu. Thêm vào đó nữa là sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, đặc biệt là trong cái công tác giải phóng mặt bằng, thì qua đó nó cũng giúp đẩy nhanh hơn được cái tiến độ của các cái công trình đầu tư xây dựng. Và cái chủ trương phát triển cũng như là sự đầu tư cho khu đô thị phía Tây Hà Nội thì cũng góp phần quan trọng cho sự phát triển cơ sở hạ tầng và tạo ra cái sự kết nối thuận lợi đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội với cái khu vực trung tâm thành phố, thì qua đó nó cũng tạo những cái điều kiện thuận lợi cho việc phát triển của cái đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Hòa Lạc, một không gian rộng mở với gần 1.200 ha đã được Thủ tướng Chính phủ định hướng trở thành mô hình 5 trong 1, gồm trung tâm đào tạo tài năng, trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo ngang tầm quốc gia và quốc tế, đô thị đại học thông minh, hiện đại, trung tâm thử nghiệm hợp tác công tư và đào tạo nghiên cứu. Trong thời gian tới, Đại học Quốc gia sẽ đẩy mạnh, đẩy nhanh ở tất cả các cái khâu, phấn đấu để đến năm 2025 sẽ hoàn thành đồng bộ cơ sở vật chất với tổng diện tích khoảng 600.000 m2 sàn xây dựng, đáp ứng cho quy mô đào tạo khoảng 25.000 sinh viên, học sinh. Việc Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức chuyển trụ sở và triển khai dạy học với lễ khai giảng năm học mới lần đầu tiên được tổ chức tại cơ sở mới Hòa Lạc ngày 23 tháng 10 năm 2022 được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội đánh giá cao. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng và biểu dương Đại học Quốc gia Hà Nội chuyển trụ sở tới Hòa Lạc và tổ chức lễ khai giảng đầu tiên trên vùng đất mới. Nhân đây, tôi cũng đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo, các bộ ngành liên quan, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm,
phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan trong xây dựng hoàn chỉnh khu đô thị Đại học Hà Nội, cũng như đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho sinh viên, thầy cô giáo. Chúng ta cần một khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội thông minh và bền vững, trở thành nơi hội tụ của các ý tưởng khởi nghiệp, sự sáng tạo, cũng như bảo tồn và phát huy nhiều giá trị truyền thống và văn hóa dân tộc để góp phần thực hiện thắng lợi luật thủ đô và nhiều chiến lược phát triển thành phố, đồng thời tiếp tục tích cực triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 29 ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Sau hơn một năm thực hiện chủ trương chuyển trụ sở làm việc tới Hòa Lạc, đã có hơn 30 đơn vị thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội chuyển trụ sở làm việc từ nội thành Hà Nội tới Hòa Lạc. Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đang chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập và nghiên cứu cho khoảng 6.000 sinh viên tới học tập tập trung từ năm học 2023-2024. Với quy mô đào tạo khoảng 60.000 học sinh, sinh viên và thầy cô giáo, trong khi toàn bộ khu vực nội thành của Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ có 16 hectare. Do đó, quyết tâm xây dựng đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc sẽ giúp tạo ra không gian mới để nâng tầm cơ sở đại học hàng đầu cả nước này, xứng đáng với sứ mạng là đại học trọng điểm quốc gia, một trung tâm đào tạo chất lượng cao, trình độ cao, gắn với nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, ngang tầm khu vực, tiến tới đạt trình độ quốc tế, làm nòng cột và đầu tàu đổi mới cho hệ thống giáo dục nước nhà.